Hello, xin chào tất cả anh chị, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin chứng khoán dành cho tuần giao dịch mới, tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 là một tuần mà rất nhiều anh chị là kỳ vọng là thị trường sẽ bùng nổ. Vậy thì tuần cũ thì nó có những cái điểm xấu và những cái điểm tốt nào Và cái kịch bản nào cho tuần mới thì chúng ta sẽ cùng bóc tách Và bàn luận với nhau ở trong live stream đặc biệt ngày hôm nay anh chị nhé Thì anh chị uh, cố gắng dành thời gian để xem hết cái video ngày hôm nay uh, Một live stream anh đánh giá là rất quan trọng để cho như anh chị nào cầm cổ phiếu Hay là như anh chị nào mà tuần vừa rồi chưa có cái tỷ trọng cổ phiếu là cũng có thể là chủ động ở trong cái tuần mới được, một tuần mà là tuần cuối cùng của tháng 3, uh, kết thúc quý 1 và chúng ta sẽ bước qua quý 2 và kỳ vọng là trong quý tới thì nó sẽ uh, diễn biến nó sẽ của thị trường nó sẽ có nhiều diễn biến tích cực để uh, chúng ta kiếm lợi nhuận ở trong cái quý này đúng không ạ? Ok thì như thường lệ chúng ta sẽ đi nhìn qua thế giới anh chị nhé Thế giới thì uh, cuối tuần vừa rồi thì uh, về Dow Jones thì uh, họ có một cái phiên đóng đến tuần tương đối là tích cực. Uh, Dow Jones đóng đến tuần khi mà Uh, ngày hôm trước nó về cản em có nói về cái việc là uh, Dow Jones thì phục hồi rất nhanh về vùng cản 32.500 mà còn theo kèm theo cái sự mở gáp thì ngay lập tức nó đúng nó, nó, điều chỉnh luôn nó hưng phấn còn cái đà hưng phấn sau cái cái sự mở gáp ngày hôm trước thì ngày hôm sau thì nó nó dướn thêm nhưng mà cuối cùng thì uh, cuối phiên thì bị rội xuống bằng một cây giảm 530 điểm sau ngày hôm đó thì nó lại uh, tích lũy đi ngang trở lại và tăng lại 75 điểm và cuối cùng thì đóng đến tuần của Dow Jones là một phiên phục hồi 132 điểm thì là một cái động tác em đánh giá là test đáy thì tương đối tốt đúng không? Thì về uh, view của Dow Jones thì em cũng đã chia sẻ với anh chị rồi là nó sẽ đi sideways ở trong cái biên này, trong cái biên này của Dow Jones. Còn về nhìn về chặt tuần của Dow Jones thì họ cũng đã có một cái tuần trước là tuần tạo đáy và tuần này đã phục hồi rồi và về vùng biên trên thì đang Uh, vẫn đang phục hồi nhưng mà phục hồi có sự điều chỉnh, nó đang tích lũy đúng không ạ? để về Dow Jones anh chị nhá em nghĩ rằng là một cái vận động tương đối là lành mạnh của Dow Jones đúng không ạ? còn về uh, ngày hôm qua thì uh, đóng đến tuần của một số nước châu Âu thì cũng có cái sự điều chỉnh nhẹ. hiện tại thì anh chị có thể để ý là chứng khoán của anh, này chứng khoán của anh thì uh, họ giảm mất đâu đó khoảng ngày hôm uh, cuối tuần. Họ giảm mất đâu đó khoảng 94 điểm và hiện tại thì nó đang đang cố test lại cái vùng đáy cũ của nó là vùng 7 của 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 anh đúng không? Dow Jones thì nó sẽ đã hồi trước khá nhiều, Dow Jones gần như là cái 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 thị trường mà đầu tàu cho nên là Dow Jones anh chỉ thấy là đã tạo đáy và đã test khá nhiều rồi. Hiện tại bây giờ thì châu Âu nó mới test lại lại lần đầu tiên. Anh nhìn thấy là một phiên điều chỉnh 90 94 94 điểm của của nước Anh nhưng mà lại có sự rút chân nên nghĩ rằng là nó lại về là test đẩy cũ và thành công thì lại phục hồi đi lên thôi cũng không có gì cả nhé nhìn qua một số nước khác như là uh, Đức Pháp gần như là trạng thái giống nhau hết là họ đang uh, test lại để cũ thì em nghĩ rằng là không có gì thay đổi thì họ lại test thành công họ lại phục hồi đi lên thôi cũng chả có gì cả vì những cái tin tức xấu nó đã gần như đã ra hết rồi đúng không? từ ngân hàng từ nỗi lo suy thoái từ lạm phát cũng đã phản ánh vào khá nhiều ờ, về đóng đến tuần của châu á thì châu á thì nhìn chung là hôm thứ sáu thì nó cũng điều chỉnh nhẹ chỉ có một số ít thị trường là giữ được tăng điểm thôi nhìn chung là vẫn điều chỉnh nhẹ và đi ngang vẫn chưa, chưa có diễn biến gì mới đúng không ạ đấy là về uh, thị trường các nước còn hiện tại thì uh, future của, của Dow Jones nó đang xanh điểm future nó đang xanh nhé uh, future nó đang xanh điểm về nhìn qua một chút về uh, giá của các loại hàng hóa đúng không ạ uh, dầu thì nhìn chung vẫn đang đi ngang vẫn đang phục hồi và uh, phục hồi từ đáy khá tốt nhìn chung vẫn đang đi ngang của dầu khí thôi đúng không ạ uh, vàng thì có sự điều chỉnh nhẹ vàng điều chỉnh nhẹ sắt cũng điều chỉnh nhẹ nhìn chung là một tuần điều chỉnh nhẹ nhàng của những cái giá hàng hóa đúng không ạ uh, giá của sức mạnh của những đồng tiền DXI thì vẫn đang đi ngang sau khi mà Fed ra tin về lãi suất thì họ DXI thì gãy một cây tương đối mạnh thì nó cũng là hỗ trợ tương đối tốt cho thị trường tài chính đúng không ạ? Đây, DXI thì sau khi mà Fed ra tin thì nó có gãy một cây rất mạnh luôn đấy, Nó gãy khỏi cái vùng này thì hiện tại đang phục hồi về vùng này thôi. Em nghĩ rằng là cái vùng này là cái vùng kháng cự tương đối mạnh của DXI thì em nghĩ rằng là nó rất khó để nó vượt qua ngay được. Em nghĩ rằng như vậy thì chắc nó sẽ nó sẽ sideways đi ngang đây một vài tuần, em nghĩ là như vậy để về đích y. Còn về crypto, crypto thì một tuần vừa rồi là một tuần nhìn chung là một tuần đi ngang của của crypto khi mà anh chị nhìn bitcoin đã phục hồi rất mạnh từ vùng uh, 19.000 và có những cái lúc mà lên tận 29.000 đúng không ạ? Rất nhiều bác thì kỳ vọng là bitcoin nó sẽ về vùng uh, vùng 30.000 của của bitcoin nhưng mà em nghĩ rằng là 30.000 là một cái vùng cản rất mạnh của bitcoin luôn đấy. Đây, cái nền này của bitcoin là mình đây cái vùng 30.000 của nó là vùng cản rất mạnh là cái vùng mà nó sau khi nó rơi nó đi ngang đấy rất lâu. Thế mới rằng là nhà bác nào mà có đầu tư tiền điện tử hoặc là uh, các bác đánh future thì cũng có thể cân nhắc ở cái vùng này nhá. Vùng này là vùng kháng cự rất mạnh của 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 Bitcoin luôn đấy nó vừa có một cái nền rất lổ đây là còn rơi mở gáp kiểu này thì cái gáp này bản thân nó cũng là một cái kháng cự rất mạnh của của bitcoin rồi nhé nhìn chung thì bitcoin em thấy vận động vẫn đang tương đối tốt vẫn đang sau cái đà tăng rất mạnh thì đang tích lũy đi ngang ở đây như nếu mà tích cực thì nó lại về kiểm định những cái vùng trên này của của bitcoin đúng không để bitcoin à, và cuối tuần thì những cái tin tức về tài chính thế giới thì cũng không có nhiều tin tức nổi bật anh chị ạ cũng không có quá nhiều tin tức nổi bật đâu vừa lướt qua một vòng nhìn chung là vẫn giật về cái tip liên quan đến doanh nghiệp cũng chưa có gì động thái nào mới ngân hàng thế giới chứng kiến một kiểu khủng hoảng mới sau bất ổn của credit suit nhìn chung là chưa có tin gì mới anh chị chưa có tin gì mới nhé ok để là về uh, nhìn qua thế giới một chút uh, quay trở lại thì trong nước đúng không ạ thì uh, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đánh giá về cái phiên ngày thứ sáu là cái phiên đóng nến tuần mà rất nhiều anh chị chờ đợi là chúng ta sẽ có một phiên break đúng không? Ok thì chúng ta thì cũng tạo một cái nến doji và thanh khoản để có tham gia thì rất, rất nhiều anh chị sau khi mà kết phiên thì có nhắn tin hỏi em là hôm nay đóng cửa như vậy là có xấu hay không và bản thân, bản thân thị trường là có cái dấu hiệu bull trap ở đây hay không thì em cũng đã chia sẻ ở trong bản tin giả dịch cuối phiên rồi. Em đánh giá là một phiên đóng đến tuần tương đối chất lượng của thị trường nếu như không muốn nói là quá tốt được chưa? Đây hiện tại thì chúng ta có một cái mây mỏng của thị trường ở đây, đây hiện tại là chúng ta có một cái mây khá mỏng ở đây thì và hôm thứ sáu thì chúng ta cũng có những lúc mà hút lên ở cái vùng này vùng cản chéo của thị trường tuy nhiên thì ở cái vùng này chị biết là cái vùng kháng cự tương đối mạnh của thị trường đúng không một cái điều mà thứ nhất là có mây ở trên này thứ hai là cái đền đi ngang ở đây thứ ba là hội tụ bởi cái cản chéo này thì uh, em nghĩ rằng là một cái phiên mà chúng ta tạo đến doji và vẫn đóng cửa tăng điểm được thì chứng tỏ là một phiên tương đối tốt và nhìn qua thì uh, trạng thái của những nhóm ngành cổ phiếu dẫn dắt như là dòng đầu tư công như là dòng um, chứng khoán dòng thép dòng banh thì vẫn đang khá tốt và hiện tại thì MA20 của thị trường bắt đầu bẻ hướng lên rồi bắt đầu bẻ hướng lên rồi khá tốt đúng không ạ và thanh khoản thì có sự cải thiện thanh khoản thì sau ba phiên tích lũy ba phiên phục hồi khá là yếu ớt từ đáy thì đã có một phiên thanh khoản tham gia để thì em nghĩ rằng là không có gì thay đổi thì nó lại sẽ tích lũy tức là ở đây khoảng ba năm phiên thì sau đó nó sẽ một cái đà nó vượt hẳn rất điểm cái vùng này lên những cái vùng trên đấy là về những cái kịch bản tốt nhất cho thị trường đúng không thì về nhìn qua về uh, cái kịch bản và cái bản tin mà chúng ta có chia sẻ với nhau ở trong hôm thứ sáu đúng không ạ, hôm thứ sáu, hôm qua, à, đây, hôm trước thì em dậy khá sớm, em gửi bản tin vào lúc bảy rưỡi sáng, bảy rưỡi sáng, đó, thì hôm, uh, hôm thứ sáu thì uh, hôm tối thứ năm là cái phiên phục phục hồi của chứng khoán Mỹ sau cái phiên giảm điểm mà cái phiên giảm uh, khá mạnh của họ sau cái phiên mà giảm 500 điểm ấy, đây thì chính là cái phiên này của Dow Jones là ngày 23 tháng tháng 3 của Dow Jones được chưa. Và tin tức thì đã được chiết khấu khá nhiều trước đó rồi. EU thì gần như là đi ngang sau ba phiên tăng liên tiếp. Ở châu Á thì đặc biệt là Việt Nam thì đang vận động là khá tương đồng với Trung Quốc đúng không? Thì em khẩn kê rất rõ đang đang, đang nhìn uh, tài chính liên thị trường rất kỹ để mà chia sẻ đến anh chị. Và đặc biệt ngày hôm đó thì giá dầu có sức phục hồi lại 71 đô thì uh, sau bốn phiên tăng liên tiếp thì hiện tại thì giá dầu thì vẫn đang loanh quanh ở cái vùng đấy đang ở 97 à, đang ở 69 đúng không giá dầu đây chắc đang loanh quanh ở vùng giá này giá dầu hiện tại vẫn đang 69 74 đang loanh quanh ở vùng 71 được chưa đó thì là về thế giới về Việt Nam thì cũng đã chia sẻ với anh chị rồi là quỹ ngoại thì tiếp tục giải ngân mạnh sau 2 giờ chiều đợt này anh chị thấy là nước ngoài thì gần như buổi sáng họ không giao dịch gì cả gần như buổi sáng họ không anh chỉ thấy là buổi sáng họ giao dịch rất cân bằng luôn đấy họ mua 25 tỷ chiều thì bán 21 tỷ đúng không để về giá trị dòng và anh chỉ thấy là từ bắt đầu từ 1 giờ 30 đến khoảng 2 giờ chiều thì nước ngoài để mua dòng rất mạnh anh chỉ thấy là cái khối lượng mua dòng của của nước ngoài họ gấp phải 5-6 lần buổi sáng thì là về cái động thái của nước ngoài họ rất để ý vào cuối phiên anh chỉ biết là Uh, những cái cuộc chơi của cuối phiên là những cái cuộc chơi của tay to của, của các quỹ và nhỏ lẻ thì thường là thích giao dịch ở, ở khoảng 9 giờ vào buổi sáng nhưng mà thường là những cái đội lớn tay to và những cái tổ chức các quỹ lớn thì họ thường sẽ đưa hành động vào cuối phiên. Đấy, đấy là lý do mà em hay chia sẻ với anh chị là chúng ta nên đưa nguyên tắc vào cuối phiên và đưa hành động vào cuối phiên để có một cái cái quyết định nó chính xác nhất được chưa? là về nước ngoài hiện tại nước ngoài vẫn đang mua khá mạnh, đang mua khá mạnh luôn đấy trong sau rất nhiều phiên mua dòng kỷ lục thì nước ngoài bán một phiên sau đó họ đã quay tiếp tục trở lại phiên một cái phiên mua dòng của họ rồi đã mua dòng của họ hôm thứ sáu thì họ mua dòng 100 tỷ tức là họ mua dòng họ quay xe rất nhanh một cuối phiên đúng không đấy là về nước ngoài em đánh giá là hiện tại nước ngoài thì nó có cái sự hỗ trợ nhất định của, của phu bông khi mà đã gửi cho anh chị là cái, cái biến động dòng tiền dòng vào quỹ phú bông FTSE vào theo ngày đúng không? Thì hiện tại thì những cái ngày này thì phu bông đang giải ngân tương đối là là đều là đều đúng không? Là đều. Thì cái cái này thì em lấy từ Fintrade của của DVI. Thì hiện tại thì nếu phú bông nó giải ngân đều như này thì nó sẽ nó làm cái giúp chất xúc tác rất tốt cho thanh khoản thị trường chúng ta đúng không ạ? Đây là về nước ngoài. Và cái cái phiên thứ sáu ấy cũng đã chia sẻ với anh chị là thị trường chúng ta đã có 3 phiên tăng liên tiếp rồi đúng không? Chúng ta có ba phiên tăng liên tiếp. Vì cái phiên thứ sáu là cái phiên phục hồi thứ tư của thị trường, thì chúng ta có kỳ vọng về phiên bùng nổ theo đà. Nhưng mà cái vùng cản này của thị trường thì nó vẫn tương đối mạnh và thị trường cần phải tích lũy. Tức là sau khi mà anh chị uh, đã phục hồi rất nhanh, đã chạy đà về đích rồi, thì chúng ta sẽ có một cái cú nước rút để mà vượt qua cái vùng 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 vùng, vùng cản, vùng vùng đích. Ấy. Thì chúng ta sẽ thường có xu hướng là sẽ lấy đà, đúng không? Thì lấy sẽ lấy đà giống như kiểu mà uh, anh chị là để ý một cái hình ảnh là cái xe máy ấy. thường thường là sau khi đi được một đoạn rồi và muốn vượt qua cái con một cái con dốc lớn thì chúng ta thường phải về số phải về số và uh, đạp ga và và vặn ga mạnh lên thì lúc đó thì chúng ta mới dễ dàng vượt qua cái con dốc đó được thì hiện tại thì thị trường đang tạo một cái cái nến doji thanh khoản lưỡng lự ở đây thì em tin rằng là um, trong cái điều mà tích cực thì, thì chúng ta sẽ có khoảng ba năm um, phiên hay thậm chí một tuần tư lũy đi ngang đây cũng được mà thị trường chỉ cần đi ngang thôi, thì em tin rằng là rất nhiều cổ phiếu uh, leader nó sẽ thể hiện chỉ cần thị trường đi ngang, chưa cần bùng nổ đâu, mà rất nhiều cổ phiếu nó sẽ bùng nổ trước thị trường rồi. Vì tại vì sao thì lát nữa em sẽ phân tích cho anh chị thấy nhé. Đó, đấy là về um, cái phiên phục hồi thứ tư thị trường của thứ sáu, đúng không ạ? Uh, hôm nay nếu có thể có bùng nổ theo đà, khi mà một số dòng đã bùng nổ trước, hiện tại thì Ờ, vùng nền hấp thụ tin tức xấu của thế giới cũng là vùng giảm vốn của tay to nước ngoài đây em thấy là cái nền đi ngang này là cái nền mà rất nhiều lần thị trường đi ngang đây rồi đúng không thì em tin rằng là cái lượng hàng mà rất nhiều tổ chức rất nhiều quỹ tay to nó sẽ gần như là giảm vốn nó sẽ trung bình ở đây là cái điểm này là cái điểm um, trung tâm của cái mẫu hình này luôn thì em tin rằng là um, nơi này nó sẽ tập trung của rất nhiều vốn của của tổ chức của các quỹ em tin rằng là như vậy được chưa đó thì cũng đã chia sẻ với anh chị Uh, với hành động nhà đầu tư thì uh, hôm thứ sáu thì với những nhà đầu tư cầm cổ phiếu thì em vẫn bảo anh chị là uh, chốt lời một phần nếu uh, thị trường bùng nổ vì thị trường tăng bốn phiên liên tiếp đó với những bác nào mà đã uh, theo em uh, uh, tham gia cái điểm mua tích lũy hoảng loạn với điểm mua chứng khoán ở trong cái tuần trước những bác mà uh, tham gia về chứng khoán theo em trong tuần trước thì gần như 100% có lãi đúng ạ Đây cái điểm mua tích lũy hoảng loạn Trong tuần trước chính là cái điểm mua mà Uh, pullback lại để MA20 đúng không? MA20 thậm chí bác nào mà mua tệ nhất thì cũng sẽ mua ở đây thì cũng đang lãi đâu đó khoảng uh, 3% với SSI, VCI thậm chí còn nhiều hơn khi mà cổ phiếu này vượt đỉnh rồi, được chưa? Thì em có bảo là uh, bác nào mà có lãi thì có thể cân nhắc chốt lời một phần cũng được nếu thị trường đã tăng bốn phiên liên tiếp. Với những bác mà đang cầm tiền thì cân nhắc giải ngân với nhóm tích lũy chặt chẽ và có dòng tiền tham gia. Uh, điển hình là chứng khoán, thép và đầu tư công đúng không? thì hôm đấy cũng có gửi vào à, vào nhóm cộng đồng của chúng ta luôn ấy đúng không? thì uh, tất nhiên là gửi vào cộng đồng thì em sẽ không không sâu tất cả những cái khuyến nghị của em, đúng không? À, mà anh chị nào mà muốn uh, điểm mua chi tiết và có những cái lời khuyên về về cùng danh mục tỷ trọng của mình thì uh, mời anh chị uh, đăng ký rung khách hàng của em để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, đúng không? còn về rung uh, cộng đồng thì uh, lâu lâu thì em cũng sẽ uh, tặng anh chị những mã cổ phiếu nếu anh chị nào uh, có thể là thích hoặc là muốn muốn tặng thì em, em thì em sẽ tặng còn thông thường thì em chỉ đưa ra những cái khuyến nghị chung ở trên nhóm cộng đồng thôi còn trung viết của em thì em sẽ đảm bảo tất cả quyền lợi khách hàng của em đúng không đó đó là về hành động của chúng ta vào viên thứ sáu được chưa viên thứ sáu còn về trạng thái đợt chắc là em nghĩ là sang tuần sang tuần thì em sẽ có một cái bảng để em đánh giá sức mạnh lại của những cái nhóm ngạch để anh chị có thể là dễ dàng phân loại sức mạnh của từng nhóm ngành, từng cổ phiếu ở trong uh, thời điểm hiện tại để anh chị dễ dàng đầu tư hơn đúng không? Chẳng hạn như là nhóm dầu khí này, dầu khí là hiện tại em đánh giá là một nhóm dầu, là một nhóm tương đối yếu so với thị trường thì em bảo là PVD phục hồi, test mô hình hai đáy thì anh chị có thể cân nhắc bán bớt. Chắc là đã nói khá lâu rồi đúng không? Đây, thậm chí là còn còn ghi rõ luôn này, giá 20.6 là vùng cản mạnh là cái khoảng gáp mà trước khi rơi cái phiên ngày 20 tháng 3 ấy thì nếu như mà nó tạo được hai đáy ở đây mà thành công ấy thì lên cái vùng này thì anh chị nhớ bán bớt đấy em đánh giá rất chi tiết để cho anh chị như vậy đúng không đó thậm chí là um, còn nhấn mạnh về hành động hành động đúng không thì hôm đấy thì cũng có điểm mua em điểm mua về cổ phiếu HV và VCG khi mà uh, buổi sáng thì nó cũng có những cái dấu hiệu mà nó là cái dòng mà nó được chọn ở trong cái phiên bùng nổ theo đá ấy. thì HV thì hiện tại thì uh, phiên thứ sáu thì vẫn đang đóng cửa tăng điểm thì bác nào um, đây điểm mua là 13.2 thì đóng cửa là 13.15 thì vẫn là giá đấy đúng không ạ? VCG là uh, 20.4 thì đóng cửa là 20.15 thì nhìn chung là những cái điểm mua mà em nghĩ là các bác tham gia vào ngày thứ sáu thì hàng về thì xác uh, suất khá cao là là có ăn. Vì hiện tại thì uh, thị trường đang uh, đang tích lũy ở vùng cả và rất nhiều cổ phiếu đã tích lũy đang xây nền ở M20 tương đối lâu rồi, điển hình như là HHV đúng không? HHV. Anh nhìn thấy là thị trường thì chưa vượt qua mây nhưng mà HHV thì đã vượt qua mây rồi và đang tích lũy từ tháng cuối cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đến bây giờ là khoảng gần 2 tháng rồi, gần 2 tháng rồi. Thì em tin rằng là một cái mô hình VCP mà gần 2 tháng thì thường target của nó sẽ khoảng 20 đến 30% là được với cổ phiếu HHV này nhé thì bác nào tham gia uh, đầu tư công và thứ sáu để có thể là chờ hàng về để chúng ta đánh giá thêm nhé đó uh, và ở thị trường thì cái phiên thứ sáu chúng ta thì đầu phiên thì, thì chúng ta có sự mở gáp đầu phiên thì có sự mở gáp do cái sự hưng phấn của thế giới thì tuy nhiên thì uh, thường thì mở gáp xong thì thị trường nó sẽ bị rũ lại và vào khoảng là uh, từ 0 giờ 9 rưỡi đến khoảng 11 giờ đấy là lý do mà em thường thường chia sẻ là cái kinh nghiệm mua của em ấy, thì thường thường em sẽ mua vào hai khoảng thời gian một là từ chín rưỡi đến 11 một giờ là cái khoảng thời gian thị trường nó thường chung hai là khi mà hàng về vào buổi chiều là khoảng một rưỡi đến 2 giờ chiều thường thường là như vậy đúng không thì uh, sau khi mà lấp uh, lấp gáp thì có những cái lúc mà chúng ta lấp lại gáp luôn này uh, mở gáp đâu đó khoảng vài điểm thôi ba bốn điểm thì với lấp gáp và ở thời điểm 11 giờ 18 là thị trường đỏ luôn đỏ luôn đúng không đó thì em bảo là thị trường đang lấp gấp hưng phấn lúc sáng. Bác nào cầm tiền mặt thì chưa có cổ phiếu thì có thể thăm dò được. Với những cổ phiếu mà khuyến nghị vào buổi sáng, giá loanh quanh tham chiếu hoặc đỏ, đúng không? Có bôi cho các bác luôn, đúng không? Và cái quan điểm của em ở trong tuần mới thì cũng đã chia sẻ, cũng gần như là là giống với cái bản tin giả soát giữa phiên hay là um, cuối phiên luôn, đúng không? Đây, uh, cái phiên vào buổi sáng thì uh, em bảo là index thì mở cửa tăng điểm, sau đó lớp gáp thành công này dòng tiền thì vẫn đang ở những cái dòng rất rất như là dòng đầu tư công, chứng khoán và banh, index thì giao dịch cân bằng, độ rộng thị trường thì hơi nghiêng về phe mua sáng nay đúng không? khối ngoại thì lúc đó thì nó chưa có động thái mới. thì anh chị bảo em bảo anh chị là quan sát kỹ nhóm này khi phát ra tín hiệu lôi kéo. Đúng không? thì phiên hồi thứ tư của thị trường nếu như mà không bùng nổ theo đà được ấy, thì uh, ngày thứ sáu là một phiên tích lũy thì cũng là điều không quá tệ và chúng ta sẽ chờ cái diễn biến vào buổi chiều đúng không thì vẫn chiến lược như lúc sáng thăm dò và bác nào có lãi nhiều thì chốt bớt em bảo tập trung đúng không đây thì vào cái lúc mà 2 giờ chiều ấy thì thanh khoản của thị trường nó lên khá tốt anh nhìn thấy là thanh khoản của phiên ngày 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 thứ sáu nó đo đạt đâu đó khoảng à, gần 10.000 tỷ là một thanh khoản tương đối cải thiện so với ba uh, phiên trước đó thì em bảo là thanh khoản của thị trường thì nó cũng đã đạt về cái điều kiện của phiên mùa thâu đà rồi nhưng mà điểm số thì chưa chưa đủ thì em bảo anh chị có thể là để ý để ý là cái phiên là cái mốc là 1060 nếu như mà thị trường vượt được thành công thì uh, những cái vị thế hiện tại anh chị có thể gia tăng được như là chứng khoán như là bất động sản như là đầu tư công đúng không là đầu tàu mà là kéo dòng tiền lan quả khắp thị trường đúng không đó và bản tin giá thấp cuối phiên thì cũng um, vẫn nhất quán quan điểm như là bản tin trưa thôi và kể cả tuần mới thì em vẫn giữ cái quan điểm này của em tức là trong khá nhiều livestream ở trong tuần cũ của em ấy em cũng giữ cái quan điểm là em đang thiên về cái kịch bản thị trường nó tăng giá là nhiều hơn so với cái việc mà nó giảm giá đúng không ạ đây trong những cái cái bản tin trước của em ấy, anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại nhé thì hiện tại thì em đánh giá là cái kịch bản thị trường tăng giá ở trong tuần mới là nó sẽ cao hơn uh, khoảng là 70 30 em nghĩ là như vậy còn lý do tại vì sao thì lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích những cái cột trụ của ngôi nhà là những cái cổ phiếu dân dắt đúng không ạ à, ngôi nhà mà muốn uh, vững chãi được thì nó phải cần đi cái cái cột trụ vững chắc đúng không hay, như là, hay như, là, như là cái hình ảnh mà muốn đi xa được thì phải có một cái bình xăng đầy thì chúng, chúng ta sẽ xem những cái bình xăng của thị trường nó đang như thế nào đúng không ạ xem có đầy đạn hay không xem có uh, uy tín hay không đúng không đó về uh, giá cổ phiên thì index thì có phiên tăng điểm thứ tư nhịp đập luân phiên thì vẫn diễn ra là tương đối nhịp nhàng hôm qua là bất uh, là chứng khoán là có VCI thì đóng cửa là lộ trần. Nay là bất động sản và đầu tư công, khá nhiều cổ phiếu đã bùng nổ trước thị trường đúng không? Đó. Anh như thấy là đợt này thị trường thì chưa vượt qua mây nhưng mà em chỉ cần mở bừa một cổ phiếu thôi như là LCG này, HHV anh chỉ thấy là đã vượt qua mây rất lâu rồi luôn đấy, Hoa Sen này, cổ thép này, anh chỉ thấy là đại diện mỗi dòng thôi đúng không? Uh, thậm chí là chứng khoán rất nhiều cổ phiếu nó vượt qua mây rồi. Đấy nhưng mà thị trường chưa có mây. Thị trường tỏ là rất nhiều cổ phiếu đã bùng nổ âm thầm bùng nổ trước thị trường rồi đúng không đó hôm nay thì thị trường nó chưa đạt đủ điểm để đạt điều kiện phiên bùng nổ theo đa à, nhưng mà đọc đến tuần như vậy em đánh giá là một tuần tích cực một tuần mà rất nhiều áp lực từ thế giới nhưng mà index thì vẫn đóng cửa là một cái tuần rút chân cực mạnh tại biên giới của kênh giá hướng lên và thanh khoản cải thiện khả năng cao thì, thì thị trường nó sẽ bùng nổ trong tuần mới khi mà em 20 đã bẻ lên đúng không đây ở trên cái cái khung chặt tuần của thị trường ấy anh chị có thể để ý là uh, chúng ta đang có một cặp nến là cái cặp nến tết cung anh chị nào học biết đây thì có thể là uh, mở nha nhé cặp nến tết cung cặp nến tết cung đây có thể là anh chỉ có thể là tìm hiểu thêm nhé cặp nến tết cung đó uh, chúng ta có một cái hai cặp nến này em tắt bớt chỉ báo đi đây tuần trước là một tuần uh, điều chỉnh của thị trường đúng không khi mà chúng ta mất đâu đó khoảng 8 điểm về 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 điểm số tài khoản thì bung ra thì khá cao tuần này thì chúng ta có một cái sự rút chân đúng không ạ là hai cái cặp nến cặp nến này là cặp nến chỉ thấy là cái dâu nến thì nó sẽ dài hơn dài hơn đúng không ạ mặc dù là giá đẩy lên rất cao nhưng mà đồng nến thì lại là gần như là mỗi dưới một phần ba thân nến còn cái cặp nến này là giá nó lúc những lúc nó đẩy xuống rất thấp nhưng mà đóng cửa thì gần như cao nhất nhất của cái cái cái, cái cái thân nến này luôn đấy, đúng không ạ? Thì anh chị thấy là cái cặp đến là cái cặp nến đảo ngược nhau là cái cặp đến mà test cung cho thấy là cái vùng này là cái vùng mà hấp thụ tin xấu của thế giới rất tốt. Tuần qua là cái tuần mà uh, tài chính thế giới thì có rất nhiều biến động liên quan về rất nhiều những cái ngân hàng về về uh, của Thụy Sĩ cũng như là của châu Âu nhưng mà chúng ta thì hấp thụ tin xấu rất tốt đúng không ạ? Như thế là trên cái khung tuần của thị trường uh, không tính hai cái để tuần test cung này của thị trường thì gần như chúng ta đã có Uh, 4 tuần, 4 năm tuần đi ngang ở đây rồi, ở trong cái biên này rồi. Đúng không ạ? Trong cái biên này. Đây. Ở trong cái biên này. Đó. Như thấy rõ không ạ? Đấy. Và một cái tuần mà uh, chúng ta hấp thụ cái tin tức của thế số dấu uh, của thế giới là nó tương đối tốt, đúng không? Nhìn ngang thì đang đi ngang ở trong cái biên này. Đã tích lũy được khoảng bảy uh, 7 tuần rồi, 7 tuần rồi. Thì em nghĩ rằng là uh, đã tích lũy được 7 tuần thì là một cái cái sự tích lũy tương đối tốt để chúng ta có thể kỳ vọng về một cái cái đà tăng cho thị trường đúng không? còn nếu như là thị trường thì cũng đã chia sẻ với anh chị rồi ở trong cái kịch bản tiêu cực ấy thì nó sẽ rơi khỏi cái vùng này thì đoạn này đúng không? anh chị sẽ nhìn cái đáy này đáy vùng tám chín trăm tám bảy nếu như mà nó rơi khỏi cái vùng này anh chị biết là uh, mây uh, Ichimoku ấy, khi mà giá mà chui vào dưới mây ấy, thì Uh, mây đỏ nó chỉ là nó sẽ là kháng cự. Có khi mà nó đã trôi qua mây rồi thì mây xanh thì nó sẽ là hỗ trợ. Nếu như mà uh, đoạn này mà nó rơi khỏi hẳn Với vùng mây này, nó rơi khỏi hẳn khỏi vùng mây, mây này luôn đấy thì mà nó lại rơi khỏi cái vùng 198 x của nó ấy, thì em nghĩ rằng nó thì, thì nó thì nó sẽ là xấu. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ cần nhắc bán tất cả những cái cái vị thế chúng ta cầm. Hiện tại thì từ cái vùng này của thị trường mà về vùng này thì nó đang còn cách khá xa, Đã còn khoảng 70 điểm, 60 điểm nữa cơ em biết là như vậy thì hiện tại thì em vẫn nghiêng về cái phương án là thị trường nó sẽ tích cực nhiều hơn được chưa về kỹ bản của thị trường trong tuần mới à, về cái phiên ngày thứ sáu em đánh giá là một phiên tương đối tích cực tích cực nếu như không muốn nói là là quá tốt quá tốt đúng không đây anh chị thấy này một tuần rút chân đúng không ạ thị trường thế giới thì biến động rất mạnh nhưng mà chúng ta có một tuần rút chân thanh đóng cửa như cao nhất tuần luôn ấy. đã có hai tuần tích lũy rồi thì kỳ vọng là trong cái tuần mới thì nó sẽ có những cái có thể đi ngang đây khoảng một vài phiên và sau đó là sẽ break lên khỏi hẳn cái mây này và sẽ tiến về những cái vùng trên được chưa đó đấy là về uh, em nhận định về cái phiên thứ sáu tuần vừa rồi nhé thì tại vì sao mà em vẫn giữ cái quan điểm là thị trường nó đang tốt hơn là xấu vẫn đang 70 30 nghiêng về kịch bản tốt thì chúng ta sẽ nhìn những cái cổ phiếu dân dắt của thị trường được chưa đầu tiên là dòng chứng khoán dòng chứng khoán anh chị nhìn VCI đúng không VCI là cái phiên ngày thứ sau cái phiên ngày bùng nổ của phiên ngày thứ năm thì thứ sáu thì VCI điều chỉnh một phần một mà thanh khoản rất thấp thanh khoản thì gần như là bằng một nửa của cái phiên hôm trước thế này thì em đánh giá là uh, là một phiên tương đối là điều chỉnh lành mạnh của của VCI VCI và nó cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến xu hướng của cổ phiếu khi mà ở trong cái bản tin vào thứ năm em cũng đã phân tích rồi là nó có một cái khoảng gáp ở đây khoảng gáp vùng 31.3 anh thấy rõ không ạ đây có một cái khoảng rơi nhỏ nhỏ ở đây này thì cái vùng này là cái vùng kháng cự tương đối là 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 cần tích lũy của của VCI nói như vậy cho anh chị dễ hiểu đúng không đây nó có nó có đây nhá VCI này rơi một cây sàn này gần như gần sàn luôn đấy là cây sàn của VCI nhá sau đó là rút chân này đó, sau đó đi ngang đây ba phiên sau đó thì nó đi rơi phát mở gáp luôn thì tức là nó có một cái nền bốn phiên ở đây và thứ hai là cái khoảng gáp này thì em nghĩ rằng thì nó phải cần tích lũy khoảng một đến vài phiên thì đấy là lý do mà em bảo là những bác nào mà uh, thứ sáu mà có có hàng mà chứng khoán lãi quá quá nhiều là lãi nhiều đó từ khoảng 7 đến 10 phần trở lên ở trong đoạn này thì em bảo các bác bán bớt mà vì ngày hôm qua nó đóng cửa gần chân thì kiểu gì sáng nay nó cũng còn quản tính đúng không đấy quản tính thì bà bán bớt thì bác nào bán khéo thì sẽ chết đinh được khoảng hai ba phần trăm trong phiên đó thì về về, về PCI thì em đánh giá một phiên thứ sáu thì một phiên nhìn chung là vẫn tích lũy rất ổn của VCI luôn đấy đúng không? đây về đúng cản về vùng gáp này mà nó không buông thanh khoản ra không điều chỉnh điều chỉnh như một phần trăm thanh khoản thấp như này thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả đúng không? chỉ sợ là về đây nó gặp cản nó rộ lại một cây mà phủ nhận cái cây cái, cái cây nến này luôn và thanh khoản nó còn bao trùm cả cây này thì tạo cái cặp nến mà mẹ buông con xuống núi ấy, đúng không? thì nó mới xấu còn hiện tại thì anh thấy vẫn điều chỉnh rất bình thường thôi đúng không? Đúng không? nhìn chặt tuần của VCI thì thấy rõ luôn này. đúng không? đây thậm chí là một tuần mà thị trường đang lầm lũi ở dưới đáy mà ông này ông vượt đỉnh luôn, vượt đỉnh luôn, đúng không ạ? Đó rất nhiều cổ phiếu nó bùng nổ trước thị trường luôn anh chị nhé. Đó về về VCI, để dòng chứng khoán. Chứng khoán thì chắc là chỉ cần nhìn VCI thôi, vì đây là cổ phiếu bản thân nó cũng khá là nhẹ và hiện tại thì đang là cổ phiếu dẫn dắt của dòng chứng khoán. Ờ, về VCI thì cái cổ phiếu này thì nó là chứng khoán bản Việt đấy, là cái doanh nghiệp mà thường sẽ làm những cái vụ mua bán rồi là bán vốn cho những cái game của doanh nghiệp ấy thì uh, cũng có những cái tin đồn nó uh, visa được hưởng lợi bởi cái game bán vốn của của VBAC thì cũng có thể là một cái chất xúc tác cho cái cái vận động giá của của Visa hiện tại đúng không thì bác nào mà uh, thăm dò hoặc là đang còn cổ phiếu VCI em vẫn giữ quan điểm là có thể giữ được vẫn giữ được nhá chỉ cần là VCI nó nó về cả nó nó điều chỉnh vôn thấp và xuyên lại vôn đấy thì em tin rằng nó lại break đi lên thôi được chưa còn về ssi Uh, chứng khoán thì em sẽ chọn cái kiểu là, là VCI là khỏe nhất này, sau đó là đến SSI, VND với những bác nào mà tiền lớn, tiền mà từ 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ trở lên thì đánh những cổ phiếu SSI và VND thì thanh khoản nó sẽ đảm bảo hơn, giống như kiểu hóa Phát và Nam Kim ấy, kiểu kiểu thế đúng không? SSI thì đóng cửa thứ sáu nó vẫn là tăng điểm, thanh khoản thì có giờ cải thiện rồi. Hiện tại thì SSI nó có cái vùng cản ở đây, vùng cản ở vùng này. Thì em nghĩ rằng là nhờ SI thì nó cũng sẽ vận động như là VCI thôi hôm nay nó sẽ tư lý khoảng vài ba phiên ở đây và nó sẽ break lên khỏi cái vùng này ở trong cái bản tích cực vì nó đã chui khỏi chui ra khỏi mây rồi đúng không đây nó chui ra khỏi mây hẳn rồi chưa khỏi mây rồi thì mây là hỗ trợ rất lớn của vi của SI được ạ VND chắc cũng tương tự đó chui ra khỏi mây hết rồi anh chị nhé SHS nó sẽ uh, chậm hơn một chút nhưng mà uh, khi mà đánh thì nó sẽ phiêu hơn vì là cái biên của nó là 10 phần trăm còn nhỏ hơn thì có thể cân nhắc là CTS hoặc là FTS anh chị nhé FTS, FTS đó FTS còn đấy là về trạng thái chứng khoán chứng khoán thì vẫn đang là một cái nhóm ngành mà tương đối vượt trội so với thị trường chung đúng không ạ dòng thứ hai là dòng đầu tư công đi đầu tư công chúng ta sẽ nhìn về LCG đi LCG thì cũng đã vượt khỏi mây rồi M20 thì sau khi mà nó bè ngang cái cổ đường M20 của của LCG ra thì hiện tại đang M20 đang hướng lên như thế đang hướng lên rõ ạ đấy và LCG cũng tạo cái mô hình VCP như thị trường luôn đấy. Đợt này thì uh, thị trường nó cũng tạo mô hình VCP thì rất nhiều cổ phiếu nó cũng tạo cái mô hình này khá là thông dụng đúng không? Và thanh khoản của LCG đang siết xuống này, đang siết xuống này. đấy là lý do mà em điểm mua cho anh chị vào thứ sáu vì uh, chúng ta theo phương pháp của chúng ta thôi đúng không? Nó thiết lập những cái mô hình tin cậy và Uh, thị trường nó đang lành mạnh lên dần lên thì chúng ta cứ điểm mua đó, điểm mua bình thường đúng không ạ đó có một đà tăng trước đó Xong tạo mô hình tích lũy thì chúng ta sẽ cân nhắc thăm dò nhé hiện tại thì anh chị nào mà vẫn còn cổ phiếu này thì vẫn có thể nắm giữ được thậm chí là sẽ nhìn những cái điểm 13 nếu mà LCG mà vượt rút điểm của 13 thì anh chị sẵn sàng có thể gia tăng được nhé hiện tại HHV này rất ổn luôn, đầu tư công đang rất ổn, chưa có gì luôn đấy, nó, ha về rất đẹp luôn, ấy. em tin rằng là thị trường chỉ cần chỉ cần đi ngang thôi, không cần phải bùng nổ, chưa cần phải bùng nổ nhưng mà chỉ cần đi ngang thì kiểu gì dòng tiền cũng sẽ tìm những cái cổ phiếu kiểu này, vì anh chỉ biết là khi mà thị trường đi ngang thì cái xu hướng của nhà đầu tư họ sẽ nhìn những cái cổ phiếu mà là tích lũy đẹp và họ đang tích lũy mà cạt và kiện vô rồi ấy, thì nó sẽ Dòng tiền kiểu gì họ cũng sẽ thăm dò là những cái dòng tiền thông minh đi trước đúng không và chỉ cần um, thị trường nó ủng hộ một chút thôi thì um, rất nhiều dòng tiền nó sẽ ủng hộ luôn nó sẽ tham gia luôn đấy đấy là lý do mà chỉ cần thị trường đi ngang thì rất nhiều cổ phiếu tích lũy đẹp nó đã có dòng tiền tham gia rồi đúng không vì HV có những kiểu phê uh, con này rồi là uh, um, c4G này rất nhiều thì nhìn chung là cái dòng này thì sẽ cân nhắc LCG và HV là hai lựa chọn mà em đánh giá là là khỏe nhất còn về dòng vật liệu thì sẽ là ksb đúng không ksb sau khi mà bùng nổ xong thì đang điều chỉnh lại hai phiên thì uh, một vài phiên đi nền ở đây thanh khoản rất thấp thanh khoản chỉ bằng một nửa hai cái phiên bùng nổ thôi ấy. thì em đánh giá là nó đang một cái trạng thái tích lũy tương đối tốt của ksb khi mà nó có cái vùng cản ở đây thì em nghĩ là ksb mà vượt khỏi được cái vùng này thì nó sẽ về cái vùng ba Dư rất nhanh luôn ấy, đúng không khi mà um, nó sẽ thanh thoát cổ phiếu hơn đúng không vật liệu thì còn hà tiên một này hà tiên một cũng đang tích lũy rất đẹp luôn đợt này thị trường chỉ cần tích cực hơn và đi ngang tích lũy thì rất nhiều cổ phiếu nó tích lũy tương tự như vậy đúng không hà tiên một này thậm chí là dha này bcc này đúng không rồi là plc nhựa đường này rất nhiều thậm chí plc còn tích lũy rất chặt luôn đấy rất chặt luôn nó rất chặt luôn đó em cũng đã chia sẻ về cái kinh nghiệm vừa của em với anh chị rồi là thời điểm nào mà anh chị xem livestream của em mà thấy em điểm mua nhiều cổ phiếu ấy, thì chứng tỏ là thị trường nó đang tốt vì <laughs> thị trường nó đang tốt thì nó mới có nhiều điểm mua mở ra chứ cái đợt mà tháng tư tháng năm ấy tìm cả tháng thì cũng chả có là có điểm mua luôn ấy. khi mà cổ phiếu nó cứ cắm đầu mãi đúng không đấy PLC tích rất chặt đấy luôn anh à, như thế là những cái nến những cái biên độ của cái nến đang hẹp dần lại là giả đóng cửa thì đang rất rất sát nhau đúng không? Thanh khoản thì siết xuống, đây nó đang đi ngang đây khoảng khoảng ba tuần rồi 4 tuần ở đây rồi ấy. thì đang 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 em tin rằng là nếu như mà uh, PLC mà vượt khỏi cái mây này thì nó sẽ rất nhanh nó sẽ về cái đỉnh trên của nó luôn ấy. đấy. Đây là PLC nhựa đường một cổ phiếu mà em đánh giá là có câu chuyện trong năm nay khi mà dòng vật liệu và dòng đầu tư công nó là hai cái dòng mà mật thiết với nhau luôn ấy phải có vật liệu thì nó mới xây được đúng không ạ? thì đấy là về và vật liệu thì nó còn chạy trước cả 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 đầu tư công cơ khi mà anh chỉ biết là anh chỉ muốn xây một cái cái đường hay là một cái trường hay là một cái trạm gì đấy thì năm sau anh chỉ xây thì anh chỉ phải đặt trước hàng từ năm nay thì mới có thể là cung ứng được đúng không chứ không phải đến lúc mà tháng 6 năm sau mình xây mà đến tháng 5 năm sau mới đặt đâu không phải như thế mà chúng ta phải sẽ đặt, sẽ đặt từ đầu năm nay rồi để để cho doanh nghiệp họ chủ động được cái cái nguồn vật liệu của họ ấy. Đúng không? thì thường thường là bọn này nó sẽ chạy trước cái dòng đầu tư công luôn đấy. thế anh chị nào thích phiêu thì có thể là đánh cái dòng này cũng được thay vì dòng đầu tư công đúng không? đó dòng thứ ba là dòng à, thứ tư là dòng thép đi thép thì trạng thái cũng rất giống PLC luôn đúng không? anh khoản siết này thanh khoản siết, siết rất tốt này vượt qua mây này em 20 hướng lên này tích lũy ở đây khoảng uh, tích lũy ở đây khoảng 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 rất lâu rồi ấy. Khoảng, khoảng thậm chí là hoa sen cũng tích lũy khoảng 5 tuần rồi, 5 tuần ở đây rồi. Thanh khoản đang siết xuống này. Một tuần mà uh, thị trường uh, một tuần mà chỉ điều chỉnh 0,3 like, 1,85% của hoa sen và thanh khoản rất thấp như này thì đánh giá là một tuần uh, test cung rất tốt của 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 hoa sen luôn ấy. Tuần vừa rồi là một cái tuần mà thị trường test cung thì rất nhiều cổ phiếu nó cũng test cung luôn ấy. Một tuần mà rất nhiều diễn biến xấu của thị, của thế giới mà cổ phiếu gần như là không bung thanh khoản ra, thì mà còn đi ngang tích lũy được thì rất tốt đúng không? còn hoa sen thì nếu nó tích cực thì nó sẽ chui qua mây hoa sen thì chui qua mây rồi đấy là về um, trả tuần thôi còn trả ngày thì đã chui qua mây rồi thì cái vùng cản lớn nhất của hoa sen là vùng 16.5 và khi nó vượt qua khỏi vùng này được thì em tin rằng nó sẽ về rất nhanh về cái vùng trên này luôn vùng 18 thì bác nào có cổ phiếu này vẫn có thể cân nhắc nắm giữ được nhé còn các bác nào thích mua thì có thể là nhắn tin trực tiếp cho em thì em sẽ um, tặng các bác miễn phí thậm chí là tặng miễn phí luôn bác nào chưa hỏi là khách hàng của em thì em tặng miễn phí với cổ phiếu thép em khá thích cái dòng này thép cũng là một cái cái dòng mà nó sẽ là nằm trong cái vật liệu xây dựng luôn đấy đúng không đá thép xi măng nhựa đường đúng không ạ nam kim thì nó uh, còn thậm chí còn chặt hơn cả cả nam kim này anh chị thấy này biên sau khi mà nó lỏng nó lỏng ở hai cái vòng cung trước đó sau đó thì điều chỉnh xuống này thì đang rất chặt rồi anh chị thấy bắt đầu là giả đóng cửa đang san sát nhau rồi đấy hòa phát nhìn chung là uh, thép thì hoa sen là mạnh nhất sau đến nam kim và cuối cùng là hòa phát hòa phát thì bác nào tiền lớn tầm khoảng 50 tỷ 10 20 tỷ đổ lên thì sẽ đánh hòa phát đúng không đó dòng thứ tư dòng uh, bất động sản đi đích này bất động sản một tuần mới dưới em đánh giá một tuần tương đối tích cực của bất động sản đấy khi mà uh, cuối tuần thì có cái tin tức về Novaland đúng không Novaland thì đạt cái thỏa thuận là gia hạn hai lô trái phiếu đầu tiên thì cũng đã chia sẻ với anh chị rồi là cái góc nhìn của em ấy là vì rất nhiều bác để ý với cái cổ phiếu bất động sản này đúng không Novaland thì rất nhiều bác hỏi em thì em cũng xin làm một cái bản tin để mà trả lời chung cho các bác luôn à, về Novaland ấy thì cho thấy là khả năng cao thì những cái khoản nợ đã được chủ nợ là chấp nhận là giãn nợ ra để mà tiếp tục là cơ cấu dần tức là họ đã điêu được với nhau rồi đúng không? như kiểu là anh chị vay một tỷ nhưng mà bình thường thì mất sẽ phải trả trong vòng 3 tháng nhưng mà đến tháng thứ ba chúng ta khó khăn thì chúng ta xin thêm 3 tháng nữa kiểu kiểu như thế đúng không thì do đó thì và cái việc mà một lô trái phiếu bị đổ vỡ thì nó sẽ khiến có thể nó sẽ tạo một cái hiệu ứng domino để mà đổ vỡ tất cả những cái lô trái phiếu khác của, Novaland thậm chí là có ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp khác như là Sunshine thậm chí là Vinhome luôn đấy rất nhiều cùng ông lớn bất động sản đúng không do đó là cái sự kiện này thì uh, cho thấy là cái vụ việc để mà thảo luận novaland tiếp tục sống trong một năm tới nó đã xong rồi tất nhiên thì hiện tại thì trong ngắn hạn của, của novaland thì nó sẽ là khá là tích cực đấy là về trong ngắn hạn đúng không tất nhiên là giữ cho novaland không đổ vỡ không có nghĩa là NovaLand nó đã tốt nó đã tốt cho nên là anh chị cũng phải giữ cái đầu lạnh không phải là ra tin này là anh chị ôn in tất tay như nào cả đúng không mà toàn bộ hệ thống tài chính đã tâm lý đã chuyển dần từ xấu mà qua nó qua nó đỡ xấu hơn rồi thì chứng tỏ là nó cũng tốt hơn một chút ở trong ngắn hạn nhưng mà tuy nhiên là ở trong dài hạn ấy thì nó vẫn đang rất mơ hồ khá mơ hồ cho đến khi cái luật đất đai sửa đổi em đánh giá là đây là cái khúc mắc pháp lý 70% phần trăm khó khăn của bất động sản nó đến từ pháp lý và luật đất đai mới thì chúng ta sẽ chờ chờ cái luật nó như nào luật mà chưa ổn thì bất động sản còn rất khó nhìn chung là như vậy nhá thì đấy là về bất động sản bất động sản một tuần vừa rồi thì nhìn đích như này đích thì một tuần mà tư liệu vùng cản rất tốt đúng không? Vùng cản này vùng cản tương đối mạnh của đích khi mà có cái một khoảng gáp ở đây và chọc khỏi cái vùng uh, vùng, vùng nền bên trên của cổ đích. Đó với hiện tại thì tuần vừa rồi một tuần uh, tăng điểm của đích thì phải một tuần tăng uh, gần ba phần trăm của đích thanh khoản cải thiện trong với tuần trước. Em tin rằng là một em không ý thay đổi mà thị trường tích cực thì tuần sau thì chứng khoán sau khi mà đầu tư công banh rồi là chứng khoán nó bùng nổ rồi thì kiểu gì bất động sản cũng thấy sẽ tham gia kiểu gì nó cũng sẽ tham gia đúng không đích thì hiện tại đang tích lũy khá chặt đã có 3 tuần tích lũy ở đây rồi đúng không thì anh chị nào mà uh, thích bất động sản thì có thể là cân nhắc được với đích nếu như mà trong cái tuần tới nó có cái những cái giá đỏ hoặc là giá quanh tham chiếu đúng không ạ có thể cân nhắc được nhá đích thích phiêu thì nó sẽ bắt đích đích thì nó sẽ chiết khấu nhiều hơn kiểu đất xanh vậy đấy đất xanh thì uh, tất uh, nhiên đích thì mây của nó hơi hơi dài hơi dài vì vùng nền này tương đối ấy tương đối lớn còn nó đất xanh thì mây đang mỏng hơn một chút và tuần vừa rồi một tuần em đánh giá một tuần tương đối tích cực của của đất xanh ấy, khi mà nó liên tiếp là tạo những cái cái cây nến mà biên độ gần nhau và đang tích lũy ở đây rồi thì và mây của nó cũng khá là mỏng thôi thì kỳ vọng là đất xanh nó sẽ đi ngang ở đây khoảng một vài phiên nữa mà nó sẽ bật để ủng hộ thị trường đúng không thì anh kiểu anh chị có thể là cân nhắc bất động sản cái kiểu mà chiết khấu nhiều thì đất xanh đích còn mà đánh kênh trên thì nó sẽ là sell nhé sell hiện tại ở cái phiên uh, thứ sáu thì gần như đóng cửa tham chiếu nó có rất nhiều lần nó hút về đây rồi ấy. em tin rằng là uh, chưa cần hút vội đâu chỉ cần tích lũy khoảng một vài phiên nữa thanh khoản nó giết xuống và thị trường nó nó bùng nổ thì tự nhiên dòng tiền nó sẽ lan tỏa đến những cái nhóm ngành này thôi nhé sell anh chị nào còn hàng vẫn có thể nắm giữ được nhé hỗ trợ của sell chính là cái cái trên line này và cái khoảng mây này luôn rời khỏi vùng này thì bán đúng không? còn giữ được thì vẫn giữ bình thường. Thế về bất động sản, về ngân hàng đi, STB, thậm chí STB còn sau khi tạo mô hình hai đáy ở đây này, hai đáy rõ không ạ? sau đó thì nó phục hồi tích lũy luôn. Ấy. Hiện tại STB nó tích lũy khoảng uh, có bốn năm um, tấn tích lũy của STB rồi đấy, đúng không? đang tạo cái mô hình hai đáy này, sau này test về phát nữa cho chắc này và mây của của STB thì đang um, đang đang giá đang chui ra khỏi mây rồi em 20 đang hướng lên đúng không đóng cửa tuần thì cũng tương đối đẹp của STB thì kỳ vọng là và thanh khoản của những ngân hàng đang đang siết xuống rồi này đúng không em tin rằng mà ngân hàng nó bùng nổ thì thị trường nó rất nhanh nó vượt cản luôn đấy vì là dòng ngân hàng là dòng tác động chỉ số rất lớn của thị trường bên cạnh bất động sản đúng không còn về trạng thái thì vẫn tương đối ổn vẫn đang tương đối khỏe Vietcombank thậm chí Vietcombank sau khi mà nó em có chia sẻ về cái việc mà nó rơi nền rơi thủng em 50 luôn đấy nó rơi bằng hai cây rất mạnh nó đạp khiến cho thị trường nó hoảng loạn luôn đúng không? sau đó thì nó hồi rất nhanh về vùng này thì gặp vùng này thì em bảo là nó sẽ gặp cái vùng cản đấy nó sẽ dội xuống thì mà thanh khoản ngày điều chỉnh của Vietcombank thì rất thấp thôi thậm chí là còn ít hơn cả cái phiên trước đó thì em kỳ vọng là không mình thay đổi nó lại đi ngang đây đi ngang trong cái mây này khoảng một vài một vài phiên thậm chí là khoảng ba phiên chẳng hạn thì nó lại phục hồi về vùng trên thì nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho thị trường rồi nhá đó anh chị nhìn qua là tất cả những cái dòng hiện tại bây giờ em em vừa điểm qua vừa rồi từ dòng leader đến dòng mà không yếu thì cũng là những cái tín hiệu rất tích cực cho thị trường rất nhiều cổ phiếu nó xây nền trước thị trường và tích lũy trước thị trường và đã bùng nổ trước thị trường rồi thậm chí là thị trường đang mới là phiên phục hồi thứ tư thôi mà rất nhiều cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi ấy, chưa cần bùng nổ theo đà đúng không hay là anh chị có thể nhìn những cái nhóm yếu hơn nhé là PVD này PVD thì đang tạo một hình hai đáy ở đây này rất nhiều cổ phiếu nó đang cố gắng tạo đáy ở đây đúng không dầu khí đó ANV của thủy sản này dòng nhỏ hơn đúng không đây cũng đang cố gắng chui ra khỏi mây rồi rất nhiều cổ phiếu nó đang đang cố gắng là tạo đáy và chui ra khỏi mây rồi đúng không rồi là thậm chí là than than thì thứ sáu là có gì nhỉ than cọc 6 à TC6 à là còn dư trần luôn này anh thấy mẫu hình nó giống thị trường không? Ạ? sau khi bùng nổ lên nó đi, đi ngang khoảng vài tuần tài khoản siết xuống nó bùng nổ bằng một cây rất ấn tượng của của than luôn than thì em thường thường em sẽ không khuyến nghị bởi vì là nhóm của chúng ta thì rất nhiều bác đánh tiền lớn cho nên là em thì em một ngày giao dịch có 6 7 tỷ các bác các bác vác 10 tỷ vào mua phát hỏng hết cổ phiếu đúng không đây một ngày giao dịch có 8 tỷ thôi thì làm sao mà chúng ta khuyến nghị rộng rãi được cái kiểu này thì các bác là tự cân nhắc thôi tiền nhỏ thôi khoảng một vài chục triệu một hai trăm triệu đổ xuống thì có thể là văn nghệ được chứ còn tiền lớn thì không đánh than được các bạn đó điểm qua thì các bác thấy là tất cả những dòng cổ phiếu thị trường thì đang phát ra một tín hiệu tương đối tích cực tương đối tích cực nhé tất nhiên là về kịch bản của thị trường thì trong tuần tới thì em vẫn giữ quan điểm như tuần vừa rồi thôi thì sẽ nhìn cái vùng 1060 và đã chia sẻ rất rõ rồi thị trường nó muốn bùng nổ đi lên bền vững được thì nó phải cần một cái bình xăng đầy và uh, tích lũy lành mạnh đúng không? thì uh, có thể là cái phiên thứ sáu thì nó chưa bùng nổ được ấy, thì kỳ vọng là khoảng thị trường sẽ có tích lũy khoảng ở đây khoảng một vài phiên nữa thanh khoản nó uh, nó có sự tham gia chẳng hạn thì nó sẽ bùng nổ đi lên thì, thì nó sẽ tin cậy hơn. chứ những cái đoạn mà uh, nó tạo đầy chữ V mà nó giật nhanh quá ấy, thì nó sẽ rất là khó. những cái đoạn này của thị trường như thế này đúng không? đoạn này thị trường mới tích lũy khoảng uh, một vài phiên thôi sau nó nó bùng nổ đi luôn đi lên luôn thì khi mà bùng nổ đi lên thì nó điều chỉnh nó dội lại luôn ấy thì cái nền tích lũy nó chưa có thì thậm chí đợt này em chia em, em không cần là thị trường trong tuần mới nó bùng nổ luôn mà thậm chí em cần là thị trường nó tích lũy ở đây được thậm chí là cả tuần sau cũng được luôn ấy thì cái xu hướng tăng của thị trường thì nó sẽ tin cậy hơn rất nhiều và khi mà có nền tích lũy thì thị trường nó sẽ bùng nổ lên mà mạnh mẽ hơn em tin là như vậy vì chúng ta muốn đi xa thì chúng ta phải có một bình xăng đầy không ai mà đi xa bởi một cái bình xăng ít được đúng không thì cái việc tích lũy thì nó sẽ giống như cái việc mà chúng ta đang đổ một cái bình xăng đầy cho thị trường Để là về kịch bản tốt nếu như thị trường vượt qua khỏi cái vùng này được ấy, thì anh chị sẽ cân nhắc thăm gia tăng những cái vị thế anh chị đang cầm hiện tại còn hiện tại thì về tỷ trọng tài khoản thì em bất khuyến nghị là uh, tỷ trọng hợp lý nhất anh chị cứ cầm 50 tiền 50 cổ phần cổ phiếu nhá còn về cái kịch bản xấu của, của thị trường trong tuần mới nếu như mà là chúng ta không vượt khỏi cái vùng cản này được nữa. Vì anh chị biết là đã có 3 lần chúng ta đã cố gắng vượt ra khỏi vùng này rồi. Thì uh, trong cái bản xấu thì anh chị sẽ nhìn cái vùng này vùng 987. Nếu như thị trường mà rơi khỏi cái vùng này thì anh chị sẽ bán hết toàn bộ vị thế cổ phiếu đang cầm ra cho em. Chị em nghĩ là như vậy là hợp lý. Được chưa ạ? Thì uh, ok thì chắc là livestream hôm nay dừng lại ở đây thôi. Thì uh, hy vọng là trong tuần mới chúng ta sẽ có một cái tuần mà uh, tích cực là một cái tuần mà đóng đóng nến của quý 1 đúng không? của Quý 1 và mở ra một cái quý thì rất nhiều là hy vọng ở trong quý 2 được chưa Quý 2. Và hiện tại nước ngoài đang mua dòng rất tốt thì kỳ vọng là một cái kỳ bản tích cực trong tuần mới của anh chị đúng không? Ok chắc là em dừng lại ở đây thôi. Thì uh, chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ. Uh, bác nào mà xem livestream mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhá. Thì đây là cái kênh mà em nhận định thị trường hàng ngày. Uh, chia sẻ những cái kinh nghiệm đầu tư chứng khoán của em trong thời gian uh, gần 5 năm em tích lũy được. Uh, có thể like, share video để chúng ta chia sẻ giá trị với nhau đúng không? Uh, Facebook thì là nơi em chia sẻ những bài viết và những những cái khoảnh khắc đời thường của em thôi. Chúng ta uh, giao lưu, chia sẻ với nhau nhiều hơn thì bác các bác có thể là kết bạn và follow nhé. Uh, ngoài ra thì em em có kênh TikTok nữa cũng có để ở trong phần mô tả video ấy. Bác nào yêu quý thì có thể follow nhé. Ok. Và đoạn này mà bác nào mà chưa có phương pháp giao dịch và cần một người hỗ trợ về đầu tư cũng như là cơ cấu về uh, tỷ trọng danh mục thì có thể là nhắn tin trực tiếp cho em. Thì hàng ngày em đều có uh, hỗ trợ khách hàng cũng như là bản tin của em ở trong này. Thì các uh, bác nào có thể thấy là cái phương pháp của em phù ừ, hợp với các bác thì có thể là nhắn tin theo số Zalo là 0348 63411 nhá. Ok, cảm ơn các bác. Chúc các bác một tuần uh, vui vẻ và tuần sau thì chúng ta sẽ có những cái tin tích cực đúng không ạ? Bye bye.